hôm nay, Tổng cục Thống kê phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã tổ chức công bố kết quả điều tra về lao động việc làm 2012, cung cấp các thông tin cơ bản về thị trường lao động trong năm. Tính đến ngày 1 tháng 10, cả nước có 53,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động, trong đó 52,1 triệu người có việc làm, 1 triệu người thất nghiệp. Đáng chú ý là tỷ lệ người thất nghiệp ở khu vực thành thị cao hơn ở nông thôn. Càng về cuối năm thì số người có việc làm càng tăng lên, cụ thể là quý 3 tăng hơn so với quý 1 tới 1,1 triệu người. Đây là con số đáng lưu ý, trong khi số doanh nghiệp rời bỏ thị trường ngày một tăng. Cũng theo bản báo cáo này, khu vực việc làm phi chính thức với việc làm bấp bênh, thu nhập không ổn định đang tăng lên, số người làm trong khu vực nhà nước và khu vực đầu tư nước ngoài giảm. Tuy nhiên, báo cáo của Bảo hiểm xã hội thì tổng số thu bảo hiểm xã hội của lao động trong cả khu vực hành chính sự nghiệp và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đều tăng. Điều này cho thấy có sự không thống nhất về thống kê lao động của các tổ chức khác nhau và từ thực tế đến số liệu vẫn còn khoảng cách.